nắng sớm mai đang gọi mời những niềm vui, cùng chia sẻ với nhau nụ cười bếp lửa hồng, bàn tay ấm áp xoa dịu mái tóc bồng bềnh cho những món ăn thật tuyệt vời. Bao tháng năm qua Dư Hiền đâu rồi vợ? Dạ nó xin em qua nhà bạn nó học bài vậy đó anh. Bạn hả? Dạ. Bạn gì á? Thì bạn của nó với bạn gì? Bạn trai hay bạn gái đó? Thì bạn là bạn, bạn trai bạn gái gì cũng là bạn học chứ có gì đâu anh. Nhưng mà em phải coi chừng nữa nha. Sao anh? Dư Hiền đến tuổi này là phức tạp lắm đó. Không biết có bồ bịch yêu đương gì chưa đó. Trời ơi, anh cứ lo bò trắng răng. Diệu Hiền nhà mình còn nhỏ xíu mà có bồ bịch gì không biết nữa à. Trời ơi, đất ơi, tin nóng hổi tôi sốt dẻo, tin nóng hổi tôi sốt dẻo đây bà con ơi. Cái gì? Trời ơi. Sáng sớm tới la làng la xóm nhở? Trời ơi, cái nhà này bực bội hết sức á. Cái tin này người ta biết rồi ha, người ta chạy qua thì cho hay. Mà cái gì mà ngủ trễ thì sợ qua mấy lần mà còn đóng cửa là sao? Nóng hổi. Này, đụng vô phỏng tay luôn. Vậy hả, tin nóng hổi đụng vô phỏng tay hả? Ừ. Thôi, để nguội nguội đi rồi hãy nói. Không, nói liền, nói liền. Tên là gì? Con Diệu Hiền nhà này nè. Cái Diệu Hiền sao? Cái gì chưa nói đã cười đàn bà gì kỳ cục à? Vậy là vô duyên phải không bác? Trời sao ơi, không biết lấy. Mà cái tật con vậy đó nghe. Con chưa nói là con cười thằng sạc vậy đó. Tại vì con Diệu Hiền nhà này nó có bồ. Diệu Hiền nào chị? Diệu Hiền nhà này chứ Diệu Hiền nào? Ê, có nhìn lộn đó. Trời ơi, bởi vì tôi nói nè, không phải bình thường đâu. Đi lên xe đạp, hai người thằng kia nó chở nó ha. Nó ngồi sau nó ôm eo ếch này nghe, tình tứ vô cùng. Thôi. Hết hồn nè, ngạc nhiên nè, sửng sốt nè. Chị ơi, chị mệt quá. Cười quá à. Chị không có làm cái công chuyện gì hết, chị ăn ở không mà chị rảnh rỗi chị dựng chuyện với nhà tôi làm sao vậy? Nè tôi nói chị nghe nè, Diệu Hiền con gái tôi sống nó mỗi ngày. Tôi nói thì chị đừng nói chuyện gì lớn lao. Nó tóc có một đống vậy đó. Rụng một cọng thôi, tôi còn biết cọng gì nữa. Trời ơi, bởi vì không ai ngờ tại con Diệu Hiền nó nhỏ xíu mà nó có bồ. Con nhỏ hay thiệt nha. Tôi từng tuổi này kiếm bạn trai không ra mà nó có bạn trai thì hay thiệt. Mà nay cứ làm vậy làm quá đi, nói không ai tin. Thôi giờ đi chị ơi. Quay sang kìa. Mọi người nhìn kìa đó, tụi nó đâu có sai, thấy chưa? Đó, trời ơi, tan chứng hẳn hoi đó. Thấy chưa, còn chối không hả? Thấy rõ ràng chưa? Bội Ngọc nói là không có gì trật hết trơn trọi. Bây giờ mọi người thấy hả? Giờ tôi đi. Chị đi đâu vậy? Đi cho nói cho mọi người biết là con Diệu Hiền nó có bồ. À, có cần lo anh không? Nên lo cho cả làng ta biết đi. Đâu cần gì lo, cái miệng con biết là đủ rồi. Người gì? Cái miệng bả là loa công sức lớn nhất rồi, má còn kêu loa nữa là... Thế nào nó cũng quẹo đây. Nó giới thiệu bạn trai nó nè. Đúng rồi, ở đây chứng kiến tận mắt. Chưa gặp được đâu. Sao vậy? Không gặp được đâu. Sao vậy? Không gặp được. Hả? Cái gì vậy bà Hạnh? Bây giờ chưa chuẩn bị. Tâm lý sốc quá mà. Bây giờ phải đi trốn rồi. Trốn. Ê lại bị trốn vậy? Hả? Phải đứng đi. Ê bà trốn rồi. Trốn hả? Cái gì vậy? Đi trốn đâu? Trốn đâu? Tôi trốn đi. Con à Hạnh à. Ông đó, trốn luôn. Ủa, chẳng lẽ đứng đây mình. Phải rối luôn. Giờ sao? Đi vô nhà mình nè. Mẹ. Nội. Nội ơi. Ba ơi. Ủa? Mẹ à. Đi đâu hết trơn rồi? Không có ai ở nhà hết á. Vậy hả? Không biết đi đâu nữa. Thôi vậy bây giờ tụi mình đi ra vườn coi trước đi. Rồi lát hồi người lớn vô rồi mình đi vô. Đi. Nè, nhìn thấy cái vườn rau nhà tôi á, là đừng có mê đó nha. Nhiều cây quá hả? Ừ, rau muống nè. Ở bên kia là hành đó, cái đó dạy cảm tốt lắm. Và bên này, cái này là nguyên một vàng ớt luôn. Còn cái vàng bên đó á, là hoa gấp cá á. Ở lộn,
là rau rắp cá. Nó lộn, nó lộn. Đây nè, chị cải tiến của mình nè. Cái cây này á, trồng khó lắm á. Mình phải cấy, cấy đất lên á, suốt 7 ngày liền. Xong rồi mới gieo hạt xuống được. Mà từ 3 tới 5 ngày mới được là tưới nước nha. Tại vì á, khi mà cứ 1-2 ngày mà tưới á, thì nước nó sẽ bị dư ở dưới đất á. Cây nó không hấp thụ được, nó không có sinh trưởng nổi á. Nè, chụp hình lại đi. Trời ơi, không lẽ Diệu Hiền nó có bồ thiệt hả? Chắc là tụi nó đang tập đóng phim. Đóng phim cái gì thế? Tôi tình cảm rõ ràng cho đóng phim. Tình cảm chỗ nào đâu? Thân mật kìa. Sao vậy? Tiền nó bị đớt vô mắt rồi. Nó khóc, nó hung kìa. Thôi bà nội ơi, hung nào đâu hung, nó thổi bụi. Không sao. Hết rồi. Nó thổi bụi. Thổi bụi hả? Mắt con tỏ đó. Đúng rồi, thổi bụi. Chắc kiến. Giang nó kìa. Sao vậy? Chưa. Nè. Má đừng có nôn, má đâu té bây giờ đó má. Má đâu phải rắn đâu, má sợ gì. Ra đây nè. Nội, ủa cô Bội Ngọc, mọi người làm gì ở đây vậy? Kiến cắn. Dạ. Kiến. Sao không? Dạ. Gì vậy? Chào bà, chào cô, người chú. Sao cô không đi đi? Trời ơi, đi đâu được đi. Ở ngoài đây chứng kiến tận mắt cái cảnh hấp dẫn này. Nè con, ai vậy? Dạ, này là bạn trai con. Ê, đừng, thôi nè. Đừng cho nha. Thôi bây giờ nè. Đứng làm điểm tựa đi má. Nè, bây giờ đi vô trong. Nè con, mời bạn trai con vô trong nhà. Nói chuyện thôi, đứng đây mọi người xỉu hết. Đi vô trong nhà nói chuyện. Đi vô. Dạ, đi về. Không về. Đi, con đỡ bác đi vô nhà. Mình đi theo kiểu kiền ba chân á, chứ mò té. Bốn chân luôn. Về trời, đừng xỉu. Bình thường nó có gì đâu. Đừng có gì đâu mà xỉu. Đi vô nhà. Ê, trời ơi, bác làm quá à bác ơi. Bình tĩnh, có gì đâu mà mọi người nào cũng hết hồn vậy. Bác vô đây. Má vô má. Đi đây. Tôi phải ké bên kế bên đây. Hai đứa ngồi xuống đó. Dạ rồi. Xích ra, con nhỏ này qua đây. Qua đi ngồi. Dạ. Dạ gì? Vô đây, con vô đây ngồi với cô. Dạ. Sao vậy? Tại sao xảy ra cái chuyện đồng trời vậy? Ngồi kế mẹ. Dạ. Con. Ngồi đâu nữa? Ngồi đó. Ở đây là ổn rồi, không lẽ kêu nó qua đây ngồi với Diệu Hiền hả? Diệu Hiền, ngồi kế mẹ. Bây giờ nè. Cái gì? Cậu này là ai? Dạ. Là ai? Dạ. Diệu Hiền, nghe bà hỏi nè. Dạ. Con là cái gì của cậu này? Còn cậu, nghe tôi hỏi nè. Cậu là cái gì của con tôi? Dạ. Hai đứa có thể trả lời là một. Trời ơi, bây giờ ý ba con hỏi á, là đây là ai? Là cái gì của con? Nói. Dạ, bạn này là bạn trai con. Trời ơi, nó tỉnh bơ à. Trời ơi, hồi sáng tôi hỏi sử sốt chưa, ngạc nhiên chưa. Tôi nói là tỉnh bơ, mà bây giờ con Diệu Hiền nó vừa nói tới con người nào cũng trao đảo là sao? Là cháu của tôi mà. Khoan, má, bình tĩnh đi má. Để con hỏi, cho ra lẽ. Sao vậy con? Diệu Hiền, trả lời cho ba biết. Con quen với cậu này bao nhiêu lâu rồi? Bao lâu? Cậu, trả lời cho tôi biết liền. Cậu quen với nó bao nhiêu lâu? Bao lâu? Hai người có thể trả lời một lần. Đó là một câu hỏi là tụi con quen nhau lâu chưa? Đúng rồi. Được hơn năm rồi. Trời ơi. Một năm rồi tôi không biết gì hết. Một năm rồi vậy? Con gái của tôi. Dạ, hồi đó anh với em bao lâu thì gì? Không nhiều quá. Để đang hỏi mấy đứa nhỏ. Bây giờ trời ơi, quen nhau một năm rồi, quá rồi, quá đớn. Anh hỏi đi, tại sao là như vậy? Thôi, bây giờ cái chuyện này á, tế nhị là phụ nữ hỏi, bà Hạnh hỏi đi. Chứ ông này, ông đàn ông, ổng có tâm lý đâu. Để mẹ hỏi con gái, hỏi đi. Dạ, hỏi đi mẹ. Diệu Hiền. Dạ. Mẹ nói với con, biết bao nhiêu lần rồi. Là con nhỏ là phải tập trung, là học hành đi. Đúng. Còn cái chuyện kia thì mẹ mốt lắm. Rồi tự nhiên nó sẽ tới. Đó. Đúng rồi, Diệu Hiền, ba thất vọng về con lắm. Ba nói cho con biết, hồi xưa ba là đàn ông mà lớp 5 mà mới có bạn gái lận. Cái gì? Anh bị điên rồi hả? Lớp 5 mà bạn gái khoe là sao? Nó lớp mấy rồi? Trời ơi, con mình nó lớn hơn anh nhiều rồi. Ôi vậy hả? Anh có biết không? Ba nhớ lộn năm. Anh mệt quá đi, anh im đi. Bây giờ mẹ nói những cái chuyện hồi nãy mẹ nói với con. Mẹ nói rành mạch như vậy, con có hiểu không? Dạ. Mẹ nói là cái chuyện gì? Từ mẹ nói. Từ từ, dừng lại. Con mệt quá. Mệt cái gì? Con không có nhớ mẹ nha. Nó nè. Con mà nhớ mẹ. Trời ơi.
má, 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 má cũng đừng có nháy hay má còn đó má. Mẹ đợi con nói. Nói rành mạch cho mẹ nghe. Dạ. Bà sao lại như vậy hả? Nói đi. Mẹ nói cái gì kỳ cục quá vậy? Cái sao kỳ cục? Tụi con đâu có gì đâu. Nãy giờ mẹ nói gì con hiểu gì con chết liền. Ý nó nói là cái đó là chuyện, đó là bình thường đó. Bây giờ tôi là người ngoài nè. Trong nhà nó rối lắm, tôi người ngoài tôi sáng. Ý nghĩa là nhưng nãy mà Hạnh, người ngoài chị đi về đi. Không được, tôi phải coi chứng kiến cái tận mắt cái cảnh hấp dẫn này. Nói nghe cho chung là bà Hạnh bà mệt quá, bà nói không có đứt quãng. Nghĩa là bà nói, giờ nói thẳng con đừng có đứt quãng. Bây giờ cô Ngọc nó rành mạch nè. Có nghĩa là hỏi là hai đứa con còn nhỏ, lo học hành đi, yêu đương làm gì, từ từ thôi, vậy thôi đó. Trời đất ơi. Gì vậy? Mọi người hiểu sao hết trơn luôn rồi đó. Sai gì? Sai gì? Cái đúng bạn đúng này ờ. Dạ đúng rồi, bạn trai con. Đấy à, bạn trai có xác nhận đó kìa. Trời ơi. Nó nói không có yêu đương mà nó nói là bạn trai đó. Qua đường thôi hả? Dạ. Nhưng mà là bạn học chung lớp với con. Tên là Trai. Dạ. Tên là Trai. À, bạn học là bạn của con. Bạn học bình thường tên Trai. Con tên là Trai. Ủa sao không biết giới tính sao phải đặt tên là Trai? Ôi trời đất ơi, cái nhỏ đơn giản là bạn học tên Trai dắt về nhà giới thiệu gia đình vậy mà tự nhiên cả nhà từ ông bà cha mẹ gì vậy đổng lên đi hết trơn rồi. Rốt cuộc nhỏ có gì đâu. Trời ơi, làm một đẩy cho tao thứ là bên đây mày chôn tao rồi chứ. Gì vậy má? Nói cho nó rõ ràng gì chứ. Trời ơi, gia tài nó có thứ chấm mà không phải má. Má có mấy đứa mà là tên Trai rồi. Dạ, cái bạn này tên là Trai. Không nói đàng hoàng. Trời ơi chị ơi. Vậy cái chuyện mà con Diệu Hiền nó có bạn trai là chị nói cho cả nhà em biết đó. Cũng từ cái miệng chị mà ra đó. Tôi nói thiệt, mấy người hồ đồ, mấy người sớm sáng. Mày bị chửi ngược lại người ta đó hả? Thí dụ như người ta nói cái chuyện gì vậy? Con cháu mình phải kiểm chứng. Trời cái ơi. Miệng là miệng của tôi nói trúng không trúng thì trợ thì thôi. Này, nói miệng của tôi, còn mấy người phải xác minh, mấy người tin tưởng con mấy người chứ. Tự nhiên người ta nói cái gì, nói con mình vậy. Trời ơi. Nói đi không được ăn ngược gì là làng đó mẹ. Chính cô là cái người gây ra cái tai nạn này nha. Tôi mà tôi có chết là cô ở tù. Trời ơi bác. Nói đi nói lại rồi cũng tại cô. Trời ơi thì giận xong rồi ba gì mà giận như vậy, không có thôi chứ gì đâu. Tôi nói không có thôi. Con là bạn học của Diệu Hiền đó hả? Dạ. Con mới chuyển trường về hay sao đó giờ cô không biết. Được một năm rồi đó mẹ. Vậy đó hả? Trời ơi con á, cái chuyện mà phải rõ ràng bạn trai thì nói là bạn trai rồi đây là tên Trai chứ sao nó bạn trai gom lại làm cả nhà hiểu lầm, có thấy chưa? Dạ, dạ nói mà, cho nó gọn. Nhưng mà bữa nay tới đây có chuyện gì không? Tới chơi hay sao? Dạ chị ơi, đây là nhà của tôi thì tôi phải hỏi chứ. Tôi mới mười rối lắm, để tôi hỏi giùm cho. Dạ. Sao giải thích cho đó, mẹ cô hiểu. Ngọc hỏi là giống như cô chú với lại bà muốn hỏi luôn đó con, là con tới đây làm gì con? Dạ, tại vì con với cái bạn tên Trai này là đang làm một cái bài tiểu luận nghiên cứu về cái mà quá trình mà trồng rau sạch tại nhà á cô. Dạ. Ủa té ra là tình nó sắp tới. Ủa quên, nó kêu con tới để coi cái vườn rau của bà phải không? Dạ. Vườn rừng rau nhà bà phải không? Dạ đúng rồi. Mà coi để làm gì con? Tại vì cái vườn rau nhà mình á là rau sạch cho nên quá trời người thích luôn á nội. Dạ đúng rồi. Con tới tham quan vườn rau của nhà bà. Để con phỏng vấn bà và cô cả gia đình mình về cách trồng rau sạch đó cô. Ủa vậy đó hả? Dạ. Phỏng vấn. Vậy là bà sắp nổi tiếng rồi phải không? Phỏng vấn là đưa lên tiền tiền hình. Thôi má tuổi rồi. Dạ má lớn rồi, má nhường cái phần phỏng vấn cho con đi nha. Chẳng lẽ giờ từng tuổi này má vô showbiz chứ? Thấy kỳ không? Là sao? Là con sắp được nổi tiếng rồi đó má ơi. Nổi tiếng rồi. Cảm ơn con. Mày nói vô showbiz là vô trong cái bịch hả? Là vô không phải. Đạp. Làm nghĩa là xô bắt vô cái bịch đó. Mệt quá đi trời ơi. Bây giờ giải tỏa này vui vẻ rồi. Hết chuyện rồi thôi đi về. Trời ơi quỷ thần. Đâu có đơn giản vậy chị. Trốn hả? Thì xong rồi, tưởng có chuyện hấp dẫn coi giờ giải thích ra là tụi nó tình bạn trong sáng ở đây chi nữa. Thôi hết chuyện. Thôi về đi. Tới giờ cơm rồi thôi mình ăn. Bây giờ con nó bụng rồi mẹ. Nấu cơm nha má. Bữa nay nhân có con tới đây đó, bà sẽ đãi con một cái món gọi là cây nhà lá vườn bà trồng ở trong vườn của bà. Tại sao biết không? Con đến đây để nghiên cứu về vườn rau của bà. Nên bà rất là vui và bà sẽ nấu một món cây nhà lá vườn để đãi con luôn, con chịu không? Nè mà con, dạ, con trai, con bạn trai. Con bạn trai mà cây nhà lá vườn á ha, là ở ngoài này trồng nè. Mà cô Ngọc sẽ tự tay đi hái đi cho bà nội nấu đó con. Vậy là có công là ăn được phải không? Chứ sao? Tại vì nói chung á là bữa nay là cũng tại vì tôi xớ xa
đó cho nên mới hiểu làm vậy, cho nên tôi phải ở lại tôi chuộc lỗi chứ. Sao mà còn vậy, tôi quăng xuống ghe chở đi luôn vậy chứ. Thôi bây giờ vậy nè, đi ra là bán hủ qua. Đây, đây, đây. Hủ qua, hủ qua làm gì? Hủ qua, hủ qua làm gì? Lẩu thác lát. Ủa quà lẩu cá thác lát. Lẩu cá thác lát, trời ơi, cái bố ruột của con. Mang hai đứa đi ra ngoài vườn tham quan. Dạ dạ dạ, 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 dạ. Có bác, gì á thì hỏi chú luôn, chú hướng dẫn cho tận tình vậy không? Vậy mà làm cho dạ. Bà hết hồn hết trời. Vậy ra luôn, vậy ra luôn. Rồi rồi rồi, tôi sẽ tôi hái. Có gì là phải tao bán cho con. Ra hái rồi, bán mới nấu vô. Rồi rồi rồi. Rồi có gì phụ kêu con, tại cái lẩu của con. Đi đi con. Đi đi con. Hai đứa bị, thằng ba trước đi. Tao từ từ tao ra. Dạ. Con đi đừng giận con nghe. Nhờ con mới có cái vụ này nè. Trời ơi thiệt tình. Nhưng mà cũng phải bắt với lại gia đình phải rút kinh nghiệm. Có nghĩa là sau này mà người ta nói gì con mình phải để ý coi đúng hay sai nha. Trời. Chứ người ta nói là miệng ta trúng trận trật 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 cái miệng này nó mệt dữ dội lắm. Giờ sáng giờ. Hồi sáng đó giờ thì đều mà nó mượn loa để nó quảng cáo cháu của mình. Thiệt tình. Cái đó là nha đang của mẹ mình chồng á. Cái này là hoa hồng gà của bà nội nè. Ừ. Nè, chụp hình cái ớt. Cái rau muống nữa. Chụp lại hết nha. Lớn quá ha. Ừ. Để mình ghi nó lại. Thấy mắc cỡ chưa? Tình cảm người ta trong sáng vậy, qua cái miệng của chị gì mà thấy tụi nó như quỷ. Người ta phủi miếng bụi lá ôm rồi thổi vô mắt là hung hít này nó. Cha, ông nói hay quá chứ hồi nãy chứ ông nghe ông xỉu. Cái chuyện gì ông phải dòm cho kỹ lưỡng chứ đừng nghe một phía người ta nói cái nói con ông có bồ cái ông nghĩ nó động lên. Hôm nay á hai má con mình sẽ nấu món là lẩu khổ qua cá thác lát đúng không á? Thì chúng ta sẽ có khổ qua nè ha, cá thác lát nè, rồi hành tím, hành lá, ngò, không thể thiếu đó là đường phèn để cho nước của mình á có cái vị ngọt thanh. Dạ. Rồi tiêu, muối, dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm và đầu hành băm nhuyễn. Băm nhuyễn, dạ. Đúng rồi. Và món này sẽ ăn kèm với lại bún tươi và không thể thiếu đó là nước dùng. Nước dùng thì con đã luộc sẵn nước dùng của một con gà rồi. Dạ. Thì con đã chuẩn bị sẵn đây. Đó, má thấy con dâu của má chu đáo ghê chưa? Được. Rồi bây giờ con sẽ mở lửa lên để làm nóng cái nồi nước dùng này ha má ha. Ừ. Rồi bây giờ con trộn cá thác lát đi. Dạ con quét cá thác lát. Quét cá thác lát. Má lấy giùm con cái tô. Nè. Dạ, với lại cái muỗng luôn. Nè là cái muỗng nè con. Dạ, để với lại muỗng nhỏ này. Để con nêm gia vị. Trời ơi sai tôi đó hả? Dạ con nhờ má thôi. Nó nhờ đàng hoàng. Con sợ má đứng một mình má buồn nên con sẽ có công việc để đưa cho má. Miệng mồm dễ sợ. Dạ đây má. Nhiều khi đi đâu mà má nhớ muốn chết luôn hả? Muốn giận mà giận được. Dạ sao mà giận con dâu đáng yêu của má được đúng không má? Mà mai sao mà bữa nay cái dây hôm qua của mình á mua hái được 5 trái mà trái nào trái nấy ngon. Mà cũng phải nói là cũng nhờ con gái thôi đó. Dạ. Có cái vụ mà nó ra cái vườn rau rồi tụi nó lo nó làm thực tập vậy đó mà tự nhiên cả đám hiểu lầm. Nhưng mà nè con à. Dạ. Vừa làm vừa nghe tôi nói tôi cứ hả miệng ra đó nghe. Mà cái này là đầu hành băm nhuyễn thì mình nhuyễn sẽ bỏ vô hết rồi. Ừ. Dạ. Tôi con nêm tiêu rồi vô. Rồi một ít tiêu vào. Ừ. Con biết là con có lỗi với Diệu Hiền rồi má ơi. Ôi thì cha mẹ đối với con cái mà. Nhưng con biết không? Cái tuổi của Diệu Hiền bây giờ là cái tuổi nhạy cảm lắm đó. Cho nên con là mẹ, nhất là mẹ thấy không? Dạ. Phải đi theo sát nó. Mà làm sao mà theo tâm tình nó hen, rồi phân tích nó cái đúng cái sai, làm sao mà nó coi là hai mẹ con như là bạn của nó vậy đó. Con nghĩ là cả anh Đức và cả má nữa cũng phải gần gũi với nó hơn chứ không phải riêng mình con đâu. Không phải, nhưng mà con là mẹ, bà má thì có cái kiểu của má hen, rồi Đức nó có kiểu của Đức, nhưng quan trọng là mẹ. Làm sao mà nó không giấu mình cái gì, nó có cái gì nó phải dạy nó. Mẹ ơi, cái chuyện này bây giờ nó vậy vậy mà tính làm sao, rồi mình góp ý nó. Chứ còn đừng làm cho nó sợ, nó giấu được nguy hiểm đó. Dạ. Chứ là cái tuổi của nó đó con. Dạ con biết rồi. Ừ. Tại vì con cứ nghĩ là Diệu Hiền nó còn nhỏ cho nên là cứ nghĩ mọi chuyện nó đơn giản. Nhưng mà khi bây giờ nó lớn rồi, mà nó lớn nhanh ghê má, nó lớn hồi nào mình không hay má ơi. Vậy tại vì cho nó ăn quá nè. Dạ thôi để con sẽ cố gắng rút kinh nghiệm để gần gũi với Diệu Hiền nhiều hơn. Ừ. Chứ không thôi là nó làm những chuyện nông nổi là mình hối hận không kịp hả má ha. Thấy mà lo chứ con. Dạ. Nhất là bây giờ tụi nó đi học đó. Dạ. Rồi cái điều kiện nó
nó phát triển, nó phát triển nè, nó không như là tụi con với thằng Đức hồi xưa. Dạ. Nên là phải chú ý đánh mạnh vô. Má được con quết nãy giờ cũng dai quết, rồi má. Dạ. Bây giờ con trộn đều rồi. Bây giờ con đã quết thịt của cá thác lát với dai rồi. Thì con sẽ làm tới khổ qua nha má. Con lấy con cắt ra đi. Khổ qua thì trái khổ qua 2 cm ha má. Dạ. Nhớ móc ruột ra nha. Dạ. Rồi để ăn ta thấy ruột, thấy cá thác lát. Rồi dạ, con ngoài ruột ra. Đây. Lấy cái, để có cái dao nào, lấy cái đũa này cũng được này. Con hiểu không? Dạ, chì cho nó nhanh. Dạ. Đó, vậy rồi con đó con gỡ nó ra. Thấy không? Dạ. Nó tròn quay vậy nè. Như cái kiến này. Mà con cũng may mắn á, là có má nè, rồi có anh Đức chồng con á, có thể phụ quán xuyến để chăm sóc cho hai đứa con của con. Ừ. Chứ nếu không cũng sẽ vất vả lắm má ơi. Nói vậy thì tôi phải nói thêm à. Dạ. Tôi phải nói rằng tôi rất là hạnh phúc có được một con dâu nó xấu quá. Trời ơi, con vừa đẹp. Dạ. Nó vừa khéo chứ người ta nói thường thường là đẹp là khó xài lắm đó. Trời ơi, vậy hả má? Nhưng mà con thì dễ xài. Con cắt lẹ để em. Cảm ơn má nhiều lắm. Ừ. Giờ thấy thì nó dễ thương rồi ha. Ừ. Chứ sao? Thấy không? Được rồi. Đi qua đây nè. Ba ơi, ba. Kìa, ba, kìa. Ba giúp con cái này với. Ờ, chuyện gì con? Ba nói sơ qua cái quá trình làm cái vườn rau của mình đi ba. Ờ, tụi con muốn phỏng vấn hả? Dạ dạ dạ. Ba nói đi, nói vòng đậy lên trên đó hả? Thôi để con ra ngoài. Ừ chứ sao? Trời ơi, phỏng vấn người ta phải tới tận nơi người ta, đưa micro cho người ta mới phỏng vấn chứ. À, phỏng vấn gì con? Phỏng vấn gì? Bây giờ ba nói đi, trồng cái cây này sao ba nói cho con nghe với. Ê ê, cái này là cái phỏng vấn nào người thâu vậy dạ, dạ. Đó hả? Dạ đúng rồi. Ừ, gì nói kìa, nói kìa. Chị mắc cười quá nè, mệt quá. Tôi cho chuyện cái gì ra, chị cầm cho tôi mệt kìa kìa. Ba nói đi ba. Micro thâu vô điện thoại mà chị làm giống như vệ tinh rớt xuống chị thấy. Thì trước hồi nào trước ai phỏng vấn mình thì rồi, mình. Dạ em vô tôi phỏng vấn rồi. Rồi phỏng vấn đi. Ba nói đi ba. Ê khoa, cái này là thâu tiếng á hả? Dạ dạ. Chứ đâu có thấy hình. Trời ơi, hiện đại quá, để chế độ quay luôn con, vừa thấy dạ, người dạ. Vừa thấy tiếng luôn. Rồi, quay làm tư liệu luôn con. Rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ dạ. Vậy cho con hỏi chú là cái quy trình trồng cái vườn rau này á như thế nào vậy chú? Đầu tiên á là chú không có chồng. Ủa? Mẹ của Duy Hiền chồng, còn chú á là chỉ có xới đất. Rồi làm mấy cái vàng cho bầu bí đó leo. Rồi mấy cái này là chú làm đó. Còn cái gieo trồng là mẹ của Duy Hiền. Mình sẽ dồn con để lên nè. Ừ. Mình sẽ dồn vào. Dồn cho nó chặt hai đầu nha con. Ừ. Đưa ra chị nhận mắt. Sắc hành tím ra. Ôi tay trái nó cũng khổ. Bởi vậy. Nhưng mà mấy người tay trái giỏi lắm á má. Nữa. Con nói thiệt mà. Vậy hả? Vậy là mẹ có giỏi à? Dạ giỏi. Thôi đừng có khen tôi cắt đứt tay. Thôi hấp dẫn quá thôi. Cái thôi. Món này là vừa ngon mà vừa mát nữa. Ừ. Tại vì khổ qua có cái vị làm cho cơ thể mình nó được giải nhiệt á má. Nhưng mà tại sao kêu khổ qua ta? Là chắc là sẽ qua cái khổ hay sao má? Dạ. Dạ, tại vì á con nghe ông bà con nói á là Tết á thì thường nấu canh khổ qua, tức là hy vọng là năm mới thì những cái khổ, những cái không vui nó sẽ qua đi để qua một đi. Cái năm mới nó nhiều niềm vui hơn, may mắn hơn đó má. Trời giỏi quá. Nghiên cứu cả khổ qua. Bởi vậy má biết cả nhà vậy cho nên là phải nói là con phải công nhận là cái vườn rau của má. Dạ. Dữ dội nha. Dạ. Nó cũng vui con à, hàng ngày vậy chứ rồi sáng dậy cái đi bộ một chút xíu rồi cái tưới cây tưới cỏ nó có đủ việc làm cho mình. Dạ. Mình không có ở không. Dạ. Quay qua phỏng vấn cô nữa. Học thiếu cô là không có được đâu. Cô dạ. Cũng là một phần quan trọng trong cái vườn rau này đó. Dạ. Vậy cô có đóng góp gì trong vườn rau á? Cô nói luôn đi để con thu luôn. Có, cô có đóng góp con. Cô cũng là lâu lâu cô cũng ra cô tưới cây ha. À. Xong rồi cô hái rau nè, dạ. Ha. Rồi cô luộc rau cái cô ăn rau luôn. À, cái lớn nhất của cô này là toàn bộ cái vườn rau này đó là phân bón là do cổ cung cấp. Thì đúng không? Chị mua phân cho đây. Trời ơi.
mà ngộ ha. Dạ. Sao má trồng cái cây nào cái nó ra tươi tốt, cái xào cây đó chưa bán được miếng nào hết. Chỉ bán cho nhà thôi mà đều vui. Cái này là dạng như rau sạch đó má. Rau sạch ở nhà đó. Bởi vì bây giờ ở ngoài chợ mình đâu có biết là họ trồng rau như thế nào đâu. Nên ăn cũng không có mạnh miệng cho lắm. Đúng rồi. Cho nên rau ở nhà trồng là chắc ăn nhất má ơi. Quá sạch đi chứ. Trời ơi, mai mốt rồi còn cái đống mướp đó. À mày nói vậy chứ bữa nào là có hái mướp cái cho thằng Quang tán. Để nó đo thử coi cái mướp nó cao nó bao nhiêu. Con cũng tính cho chị Bội Ngọc nữa má. Nhỏ mà không đó. Có chị thì cũng buồn. Cũng buồn. Mà hả, mà tại vì chị á mà con mới bợp chợp như vậy đó. Chị nói như y như thiệt vậy á. Thì con cũng bị lung lay. Mà chắc tại vì con cũng không có tin tưởng con gái của con cho nên con mới vậy. Đấy, cái đó là cái bậy đó. Dạ. Phải tin con nè. Dạ. Đối với nó dù mình có cái gì phật lòng đi nữa mình cũng phải tin. Bởi vậy nó mới mạnh dạn nó nói với mình những cái mà nó cần nói. Dạ. Đôi khi nó không dám nói với mình mà nó nói với bạn bè. Thì bạn bè hiểm. Làm sao. Dạ. Nguy hiểm lắm. Con hiểu không? Dạ. Bây giờ mới nêm đây. Dạ. Rồi. Nêm rồi cái mới cho. Hấp dẫn quá má ơi. Ấp thì. Trời ơi nè, bây giờ sẵn có hai đứa cô xin lỗi luôn nha. Dạ. Tại vì hai đứa là tình bạn trong sáng mà cô Bội Ngọc hiểu làm sao mà nói hai đứa bồ bịch nhau. Thế tại vì tụi con còn nhỏ mà tụi con bồ bịch là không có nên. Nên cho nên cô xin lỗi con. Cái vụ xin lỗi này con quay cận vô cái mặt hay không? Xin lỗi vô cái miệng xinh xinh đây nè. Dạ không có sao đâu cô. Tại vì á cô mà hiểu đúng mới là chuyện lạ. Nói vậy là sao? Hả? Ý con gái tôi nói là chị toàn là tung tin dịch thôi. Trời quá à, tin ngỗng chứ cái tin dịch. À, một ít hạt nêm. Ừ. Ít muối. Chút xíu muối. Chút xíu muối thôi. Dạ. Bột ngọt. Chút. Chút xíu. Dạ. Không phải thiếu đó là đường phèn hả má? Đúng rồi. Ôi. Một chút xíu nước mắm không má? Không, nước mắm để chút xíu nè. Hay. Bây giờ cho hành phi vô. Dạ. Wow. Giống là chuyên nghiệp quá. Quá chuyên nghiệp. Con đưa hành ngò cho má. Dạ. Ừ. Thôi để má cắt cho không thôi là cắt rồi. Thôi để đó tôi cô nương. Dạ. Lúc này con ốm mà thành ra rồi má lo là sắc cái rồi không thấy đường cái có gì cái thằng gì đứt nó gì về nó bắt đền tôi. Cảm ơn má. Wow, chuyên nghiệp quá. Bởi vì á có má phụ với con á là mọi thứ nó sẽ nhanh nhẹn và nó sẽ tốt đẹp liền. Vậy hả? Dạ. Thiệt vậy hả? Dạ thiệt. Không có tôi phụ làm được không? Dạ cũng được nhưng mà hơi lâu chút xíu mà. Thì rồi. Wow, vậy là xong rồi hả má? Ừ, rồi bây giờ mới chừng nào ăn mới bỏ khổ qua. Dạ, khi nào mình dọn ra bàn mình bắt đầu mình bỏ khổ qua với lại bún dọn lên. À, rồi. Sao má? Ngon quá. Ngon nhất ngay con gà tây hả má? Nghe, đừng có ai nói gì hết đây để tôi thử nghe. Đừng nếm anh. Trời ơi. Bác ơi bác, con nói thiệt nha. Lý do gì sao mà hôm nay có cái món lẩu hủ qua thác lát? À, là tại vì con sớm xác. Nói chung là con xin lỗi gia đình, con sớm xác quá. Trời ơi, tình bạn trong sáng vậy mà con nhìn sao mà gà quá cuốc nó, tụi nó yêu đương nhí nhốn. Đó, lỗi của con. Vậy mà đổi đi. Sao bác? Con nói là hủ qua thác lát mà cái hủ qua sớm xác. Hủ qua sớm xác. Nhưng mà nhờ sớm xác mới có bữa ăn ngày hôm nay. Cô Bội Ngọc nói vậy thì cho con với lại bạn con xin lỗi cả nhà. Thì vậy đúng ra đó, nhưng mà tụi con làm như vậy á, tụi con có vô giường hay là vô nhà cũng tụi con cũng phải nói người lớn một tiếng. Đúng. Mà đúng, nhưng đúng. Mà con á mày muốn nói chuyện đàng hoàng. Con gái lớn. Con gái rồi. Phải nói giọng thánh thôi. Có bạn trai rồi.
má đúng không? Có bạn học tên trai, trai rồi. Đó, một cái chữ bạn trai đó mà tôi hiểu lầm đó, trời nãy tôi nhảy đồng đổng lên vậy đó. Rồi chừng nào mà cũng có bạn trai thì phải có bạn trai tên học cái gì. Là sao? Là sao? Thì giờ có bạn học tên trai, không có bạn trai tên học. Trời ơi, ôi ông đó có duyên dễ sợ luôn á. Quá có duyên, quá có duyên. Trời ơi, con của bác khen trời ơi. Sao con múc bơ bút chứ con? Duyên chết luôn. Trời ơi, trời ơi. Chụp hình, chụp hình chứ vậy? À, thôi biết rồi. Chụp hình để cúng thần Facebook phải không con? Nè, nè. Nè. Dạ. Có thần mới hả? Thần Facebook là thần mới phải không? Ê khoan, có thần phải đưa lên bàn thờ cúng đàng hoàng chưa? Vậy Trân rồi đi ăn lại sao? Má, lại. Má, má. Hả? Không phải nội. Ý mẹ con nói á, là bạn trai của con á, chụp hình cái nồi lẩu để đăng lên Facebook á nội. Cho thằng hẹn chơi là đưa lên mạng, bác lạc hậu quá bác ơi. Dạ, dạ, dạ không? Nè con, cái tấm hình này con để làm hình trong bài tiểu luận của con. Chắc chắn là cái nồi lẩu cá thác lát với hủ qua này á sẽ là một cái món ăn rất là ngon trong bài tiểu luận luôn. Bây giờ biết thì không ăn đi con rồi biết. Nhưng mà con phải đừng có quảng cáo tới nhà bà mà mua hủ qua là không đủ bán nha. Trời ơi, bác làm quá. Trời, không đủ hủ qua con xin con ăn ở đâu mà mình đi bán. Nhưng mà nói thiệt nha, lẩu vậy mà có bốn chút xíu bốn thì ai ăn ai nhịn trời. Chủ ăn yếu là ăn hủ qua với thác lát chị. Một hủ mà một đũa là hết trơn rồi ở đó. Thôi đừng nói gì bác ăn đi bác ơi, nay con thèm quá. Xin mời cả nhà, xin mời cả nhà. Bác bác, dạ, bác ăn đây, đây, đây. Con mới ăn được. Đây, đây là phần trang trí của anh Đức chồng em. Trời đất ơi. Hấp dẫn ha. Rồi đây, anh ăn đi. Mời mọi người, mời mọi người ăn đi, ăn kẹo hủ. Ba mẹ ăn. Dạ, dạ con mời con. Ăn lẩu nóng phải không? Ăn đi Tường. Ăn đi. Ăn đi trai. Bạn trai ăn đi bạn trai. Dạ. Em mời chị Ngọc ăn ké nhà em. Ô em nói thì nói chị ăn chị không có mắc nghẹn đâu cưng ơi. Các bước thực hiện món lẩu khổ qua cá thác lát. Thành phần nguyên liệu dành cho 6 người ăn: cá thác lát 300g, khổ qua 5 trái, hành tím 50g, hành lá 30g, ngò rí 20g, bún sợi nhỏ 500g, nước dùng gà 1,5 lít. Gia vị gồm có dầu ăn, muối, tiêu, đường phèn, bột ngọt, bột nêm, nước mắm. Các bước thực hiện: bước 1, cá thác lát quết cho dai, nêm một ít tiêu, đầu hành băm nhuyễn, muối, đường phèn, bột nêm. Bước 2, khổ qua cắt khúc khoảng 2cm, bỏ ruột, nhồi cá thác lát vào giữa. Bước 3, nước dùng gà nêm muối, bột nêm, bột ngọt, đường cho vào nồi lẩu. Bước 4, hành tím cắt lát, đem phi vàng rồi cho vào nồi. Bước 5, khi ăn cho cá thác lát khổ qua vào nồi nấu chín, ăn với nước mắm nguyên và một ít ớt cắt lát. Tình yêu hạnh phúc tràn đầy, dù bao sóng gió không thể xua buồn phiền, chỉ cần cố gắng để được thương yêu trong vòng tay mẹ yêu dấu. Ngồi trong nửa bếp bập bùng, nhìn khói bếp trắng không hề phai ngày nào. Tình yêu ấm áp mẹ dành cho ngày mai khôn lớn. Hòa chung niềm vui, hòa chung lời ca.